Thì thông qua hợp tác với ICAEW, chúng tôi hy vọng các sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đặc biệt là sinh viên của chuyên ngành kế toán kiểm toán, sẽ có được những cái cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp mang tính quốc tế và toàn cầu, tăng cường cái cơ hội việc làm và phát triển bản thân của các em sau này. Chúng tôi mong muốn là ICAEW luôn luôn phát huy cái thế mạnh của mình, luôn luôn đổi mới và sáng tạo, và luôn luôn có một cái mối quan hệ chặt chẽ với các cái trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Và chúng tôi rất là vui mừng thấy rằng cái mối quan hệ giữa Trường Kinh tế Quốc dân với ICAEW ngày càng phát triển, đem lại cái mục đích chung trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam.